chẳng mong ngài cất đi những buồn đau đến trong cuộc sống, chẳng mong ngài xóa đi những bất bình ghen ghét quanh con, mà chỉ mong ngài giúp con biết đón nhận từ trong cuộc sống này những bất toàn, những chán trường, những thất vọng hiển nhiên đã có. Chỉ mong ngài hôn đúng con thành vững vàng, dạy con sống khiêm nhường tự tâm, để con lúc gian nan vẫn nhận ra Chúa bước bên con giữa cuộc sống này. Chẳng mong ngài phá tan những địch quân nhẫn tâm hại con, chẳng mong ngài tách con xa những người gian ác kiêu căng, mà chỉ mong ngài giúp con sống giữa đời bằng tinh thần khó nghèo, sống thư thà, sống mến yêu với những người dù không theo Chúa. Dạy con nên nhân chứng tin mừng nước trời bằng lẽ sống khiêm nhường từ tâm, để con rắc gieo trên cánh đồng hoàng phế lúa yêu thương chiếu lời Chúa truyền. Trong cuộc sống chẳng mong ngài xóa đi những bất bình ghen ghét quanh con, mà chỉ mong ngài giúp con biết đón nhận từ trong cuộc sống này những bất toàn, những chán trường, những thất vọng hiển nhiên đã có. Từ tâm để con lúc gian nan vẫn nhận ra Chúa bước bên con giữa cuộc sống này, chỉ mong ngài hôn đúng con thành vững vàng, dạy con sống khiêm nhường từ tâm, để con lúc gian nan vẫn ra Chúa bước bên con giữa cuộc sống này, để con lúc gian nan vẫn nhận ra Chúa bước bên con giữa cuộc sống này.